Dạ, cái bao. Tấm công tử, nguyên soái Đà Thọ tội triều đình, trên lệnh dạy giam vào trên ngục. Tài vừa nghe tâm hồn kinh, than thô thê mê à, hỡi trời cao sao bài. Dạ dạ đập khó vì nàng đời vô địch tổng ai à. Nay quân báo cha ta đã thọ nguy nàng, đời trộn tông quốc đành cảm nguy khốn. Ta là con trẻ không thể nhắm mắt tay ngơ, truyền được gió bương cương ta trở về tổng quốc. Kìa phụ nhân ơi, nay quân báo cha ta đã thọ nguy nàng, đời tổng quốc lập còn ta không thể khoanh tay. Ta nhất quyết trở lại tông trào của cha ta qua hồi nguy khổ. Chàng đi đâu dục gió, đi trên nơi tông trào. Cha nay đã nguy nàng, hơn thế đây nào nàng. Giờ chồng bên chung cương, cùng về tông quốc, cùng nhau giải quan cho phụ thân. Ta không thể cho này, ta xin kêu biệt. Hoàng đại tướng công, giờ tổng ban thọ nguy, ta không thể nào. Phu nhân ơi hãy nghe bao lời ta trở lại tông trào. Phụ nhân ơi, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nếu ta lỡ có chuyện không may, nàng nên nhớ lòng ta lúc nào cũng thương nhớ công chúa. Giờ đây xin kêu biệt công nương. Phò mã, phò mã, ta đâu thể ngồi yên để chàng cất bước. Hay là dục gió buông cương đuổi theo chàng trở về tổng quốc. Nếu có chuyện hiểm nguy, ta sẽ ra tay giúp sức. Phụ quân hãy chờ em, em sẽ cất bước theo chàng. Chú, ông bắt tên con, bắt cái chỗ gì á? Thưa tướng, này thưa tướng, thế nào? Nhà ngươi đúng là quân khát máu, nỡ nào hãm hại cha ta. Nay Bạch Dương Thăng trở lại tông trào, quyết không ta cho thừa tướng.
Bạch Giang Thanh công tử tội chính tắc quà thật tội ư khó xử. Người muốn vào mặt thành được thượng thành. Nếu ta xem đúng quả là Bạch Giang Thanh, ta sẽ mở thành nghênh tiếp. Thôi thôi chờ có nhiều lời à, ơi thừa tướng kia ta đây đã nhưng quyết sẵn tử ta đâu mà quyền sống chết. Gớt ta nghe đây, đợi trốn điều ca ta đâu qua cùng thánh chúa, ta cho mạng cha người sao không đền ơn đất kia. Nhà ngươi là mãi phước cầu chinh, là ta không thể quăng tay ngươi nhìn. Đâu? Này thưa tướng, bỏ ta nhưng định rồi đây ngọn đường thương quyết không tha cho thừa tướng. Bạch Giang Thanh, chỉ là ngươi đã tới số rồi, đừng mong trách tay ta. Được, hãy xem đây. Rồi tại sao nàng trở lại tông quân? Tiếp nóng lòng không thể nào để cho chàng lớn yên, cho nên thế là dục gió muôn phương đuổi theo chàng đến nơi tông quân. Phu nhân ơi, nàng thừa tướng quá lỏng quyền nơi tông quân, đã băng ta thọ tiễn thương. Cha ta chưa có được nay thọ nguy nàng. Trời ơi, chắc bạch, chắc dòng họ bạch giờ đây sẽ tuyệt mang. Giang nhớ về đồ sầu đào, cha ơi đành phải bỏ mạng dòng mà. Ôi cha ơi, con đã thọ nguy nga. Phu quân, chàng hãy nghe em, hãy về phiên dưỡng thương, rồi sau này sẽ phục hận. Được, ta phải trở về phiên quốc, rồi sau này sẽ phục hận. Đi phu nhân. Nhân ơi, đường gặp gần trở về phiên quốc, ta đã vào nơi rừng rồi, không còn lối thoát, nên ta trở ngược ra chốn nơi đây. Phụ quân, đẹp cao vách núi chập trùng, đâu đâu cũng quân thù giấy phủ. Phụ quân hãy nghe em, ráng cẩn tâm đề phòng quân gian tặc.
trào. Ta mau nhanh chân lướt dặm về phiên, dưỡng thương xong chúng ta hãy bàn. We'll be right back.
Giữa chốn điện rồng các khanh có điều chi khải tấu, quân sĩ điều chi phi báo. Đối vào ngươi cho Bạch Phù Dung nhập điện. Miễn lễ khanh hải bình thân. Tâu bệ hạ. Này Bạch Phù Dung. Dạ. Hôm nay đến đại hội Kỳ Châu, khanh trở về đây có điều chi muốn nói? Dạ khải tâu bệ hạ. Số là chung ai quang nghe quân phi báo ân bài. Anh khanh là đồng phạm kết tình cùng giới biển vàng, chính tặng quà tặng tổng tây nên tha hạ lệnh tiền cho Bạch An Công vào tốt đề lao. Dạ tôi bệ hạ, xin bệ hạ hãy xét suy cho cặn kẽ. Vốn xưa nay cha hạ thần cùng huynh trưởng một dạ trung ca, này lý đâu đem vợ thối tàn lang. Dạ. Một hạ có điều xin bệ hạ cho kẻ hạ thần hạ xuống hàng tam cách có đôi lời cùng với Bạch cô nương. Được, ta cho phép. Đội ơn bệ hạ. Chào Bạch cô nương. Chào ngài thừa tướng. Cô biết tại vì sao mà cha nàng bị giam vào nơi chốn đề lao không? Cha nàng mang tội trị gia bất nghiêm, để con sông rước đời chốn trận đồ, chinh tác quà tác cùng công chúa phiên bang. Vậy không còn chịu nhận tội, tội thứ hai là tội phạm gia ngài. Tội phạm gia ngài, tội ấy có thể cứu di cửu tộc. Nhưng niệm tình cha của cô là nguyên nhung nơi chốn hào đàn, tôi mới vào tâu với lệnh thánh hoàng giam ca nàng vô chốn đề lao. Nàng chẳng biết ơn về đây hạch hỏi đủ điều. Nàng nghịch nhớ mang tội khi quân phế hải đồng an trở về nơi chốn đạo đàng, khi chưa có chiếu điểm hồi tội ấy không thể nào thoát khỏi tội chết. Xin tôi nghĩ vốn gia đình tôi một giả trung can, chẳng ngại tử sinh nơi chốn xa trường, trung quân ái quốc yêu nước yêu dân. Nếu như quân trưởng tôi có cùng chốn biên bang chinh tặc quà tặc, thì tôi nghĩ đó là mưa kẻ gian đã sàm tố thiên nhân. Sao người không nghĩ hai nước giao tranh sẽ gây cảnh chiến chinh khói lửa? Sao không giao hòa để quân dân hái hòa lạc nghiệp ôn ca? Nếu như cha tôi là kẻ phản thần thì ngày xưa đâu đợi đến bây giờ. Xin thừa tướng xét suy cho cẩn kỹ. Loạn ngữ cô ngôn. Gia khanh bèo xó tân quốc hoàng gia, thi quốc cầu vinh sao đành.
Tôi hái đi những lời ngọt ngào từ mật ngọt. Hoàng tử, nàng có biết đâu, như lời nói của nàng thốt ra, như ngàn kim châm đau, đã làm gì mau trái tim ta. Đã làm cho triều đình nguy khôn, bởi do cha con nàng bài điều gian trá. Cây đắng làm sao xanh được trái lành, ta không bao giờ thứ dùng. Giang ra, nàng nên nhớ, kể từ hôm nay và mãi đến ngày sau, ta không thể sánh duyên cùng. Ta là chồng, còn nàng là rắn. Rắn độc làm sao bị được với dòng ta và nàng, chẳng thể đổi trời chung. Ba tội đó, Tam
vào ngục tới. Xin bệ hạ. Còn nàng vào đây nói những lời bảo phản cho đâu. Dẫn Bạch Phù Dung ra pháp trường xử trảm. Vương đi đâu? Bằng không đừng trách ta sẽ độc ác. Độc ác à?
Này thừa tướng, có ta ngươi dâng trò lúa lần hãm hại người chủ nghĩa sao tổ chức bê sông chỉ ngày đời trung chân bánh phụ chúa chỗ đường xa ta đã khải tông cho lịch thanh hoàng bắt ca đàn giam vào thất chính ngươi thì ra kẻ với tôi dữ lắm rồi nghe. Ủa, lắm lẫn cái gì chứ? Trời đất ơi, chồng á thì bà cho mang lưới mang chài, bà nhìn lại bà coi. Tôi làm sao? Tối ngày bà kim sa hột lũ mà chịu đợi bà nổi kim không? Kim sa hột lũ là gì chứ? Ông mà nên bài tỏ tôi. Mừng chồng bà lúc này lên chức rồi. Ủa, ông lên chức mà sao bận độ kỳ vậy? Chưa, từ từ sắm. Ông lên chức mà chức gì mới được chứ? Chức gì? Chủ ngục. Ủa, ông chủ ngục từ đó tới giờ chứ ông có lên chức gì nữa đâu. Nhưng mà chủ ngục từ hồi đó tới giờ là hà ngục không có giam ai. Ủa, vậy chứ ngục mình ai giam ai mà ông lên chức hả? Bây giờ ngục giam 3-4 mạng trong đó lận. Giam 3-4 người? Mà người nào dữ vậy hả? Mà giam quan lớn không nghe. Quan lớn? Quan lớn là ai vậy? Hồi nào giờ tôi đâu có nghe ông nói đâu à. Trước tiên á là giam nguyên soái Bạch An à Công, là ông đại soái kế, kế đó hen tiểu thơ Bạch Phù Dung. Trời đất ơi, vừa loạn cả đều đường nên mới bị bắt giam, tôi mới được làm quan. Ông ơi, ông ơi, hãy nói con chàng, sao ngục mình lại giam Bạch An Công, còn Bạch Phù Dung mang trong tôi gì?
vào chốn một môn thì ác đã có tội tình. Bà hỏi mãi mà làm chi? Bộ bà con dòng họ gì với bà hả? Ông ơi, tôi nói cho ông nghe nè. Vậy? Tôi nghe tin đó, ông Bạch An Công cũng bị giam vào nơi chốn ngục môn. Còn tiểu thơ Bạch Phù Dung cũng bị giam vào ngục lý. Nhưng mà tội trọng gì, người ta là trung can chứ đâu phải kẻ phản gian mà phải giam vào nơi ngục thất. Giam chứ. Tại vì công tử Bạch Giang Thanh chinh tạc quà tạc nên còn nguyên soái Bạch An Công thì bị phạm tội phạm giá ngay. Tiểu thơ Bạch Phù Dung tội nặng hơn, tội loạn thửa triều đình. Mà mấy người đó có bà con dòng họ gì với bà không mà bà nhăn nhăn hả? Ông ơi, để tôi nói cho ông nghe. Gì? Tuy là Bạch An Công với tiểu thơ Bạch Phù Dung chẳng phải bà con ruột thịt, nhưng mà ông ấy đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, cho nên tôi mới gặp được ông. Nên chúng mình nên nhiều buồn thề. Hôm nay tôi đi nghe tin này ngồi đứng không à, ông mà có cách là gì? Giữa hai bên không bà con dòng họ, mà thương tiếc để làm gì? Thôi lo dọn cơm liền. Nhưng mà tôi nghe người chung mà phải giam được không? Tôi chỉ nói với ông rằng ông mà hãy nghĩ chút tình. Tôi biểu bà đừng nên bi lụy, mà nhiệm vụ là dọn cơm. Bữa nay về ăn cơm phải không? Chứ sao? Dọn cơm ông ăn ha. Trời ơi. Được rồi. Người dân á, người dân á thì bà than bà khóc. Còn chồng bà nè, cái thằng già này nè, nó đói rã ruột rồi nè. Không có, tôi nói cho ông nghe, dù sao không phải ruột thịt, nhưng tôi nghe tin ông ấy bị bắt thì tôi cũng sốt sang ngồi đứng không có ăn. Tôi quên cái vụ dọn cơm cho ông ăn đi. Cái câu phu sướng phụ tỵ tôi quên mà. Thôi bây giờ á, ông à, ông đã lên chức thủ ngục rồi ha. Nè thủ ngục môn ơi, chàng hãy vào trong đi để thiếp lo cơm nước sẵn sàng. Rượu thịt mời biết tiệc bãi bàn để đãi chàng có được không vậy? Vậy là vô. Nhưng vô. Mời chàng ngồi đi thiếp đãi chàng ha. Đâu à. Trời đất ơi, nào giờ không có, giờ tự nhiên vợ chuốt rượu mình uống chắc uống không sai quá. Nè, đây là ly rượu thứ nhất. Em kính dân phu quân dùng nên uống đi cho vui tình ta vợ chồng. Đâu có nè, nãy giờ tự dưng từ hôm đó tới giờ rượu này của chàng uống thường xuyên, tiếp nào có bỏ gì đâu mà chàng sợ. Thủ ngục ơi, thủ ngục mơ mà. Đúng rồi, ông ấy đã quá chén, ta phải mau đánh cắp chìa khóa thủ ngục người để vào núi trong ngục môn giải cứu ông già tiểu thư thoát nạn. Ông ơi, tôi có lỗi với ông nha, để tôi đi chúa quyền thôi. Rượu bữa nay sao á, uống có mấy chung mà nó mệt mắt chết luôn. Hả? Mấy giờ chị sao? Chìa khóa cửa ngục, con vợ tôi nó gạt tôi nè. Tới nè Sương ơi. Dạ, đây là ly rượu. Dạ, trước khi người đỡ lên đoạn lầu đài
thì phải được ân huệ sau cùng. Dạ, mời tiểu thơ uống rượu. Ta cảm ơn ơi, ân nghĩa làm gì, sử thịt làm chi, trước sau rồi thì cũng bị chết. Nhận chi bổng lộc triều ca, để mang danh hàng thần lớn lao. Tiểu thơ Lê Phong mơ bài. Tiểu thơ ơi, thơ không nhớ hả? Thái à nhìn tường kí em mà lê bạch đông mai chi tâm ông. Bà thả Bạch Phù Dung rồi ai, ai sẽ là người thay vào tử tội? Phu quân, phu quân ơi, tôi, ông mời tôi đầy thế mà cho Bạch Phù Dung ơn sâu nghĩa cạn, tôi không thể nào quên ơn nghĩa kia, tôi kết có ngậm dành vì ông đã nuôi tôi. Bà đã thả ngay
chịu liên can. Rồi đây phu thê cách biệt, tôi đau buồn xót mấy tâm can. Cuối xin ông tôi thế mạng cô tôi, cho tôi chết tôi nhắm người hơi chết tôi. Nhưng mạng này tôi đền trả nghĩa hân, nhưng ai sao cùng tình phu nghĩa phụ. Chẳng lẽ ông không thương hại, ôm hận nhìn hiền phụ em vì chữ nghĩa ân xưa nên đành tội nọ dương mang. Dạ yên tâm, những thứ tôi thần chẳng lẽ chết qua người chẳng thương. Bây giờ làm sao hả chàng ơi? Đặt giải, lấy giải, lấy cạp rồi cái mặt bà lại. Trời ơi chết rồi. Dạ. Đem Bạch Phục Dung ra đây. Dạ chi? Hôm nay đã đúng 3 ngày à. Và phát trường xử trảm. Dạ. Vậy là chém hả? Đúng. Chém ai? Bạch Phù Dung. Chém Bạch Phù Dung. Tại sao ngươi lập mập lập bà lập bắp? Dạ đâu có gì đâu. Đem Bạch Phù Dung ra đây. Dạ ông chờ chi lát. Tiểu thơ Bạch Phù Dung, nay tiểu thơ sắp ra pháp trường thọ tử. Tôi là người dân, nhưng tôi cũng chúc cầu cho tiểu thơ. Tôi chỉ khuyên là tiểu thơ nhớ đẩy cái khăn lại. Dạ dạ bẩm ông thừa tướng. Sao? Dạ tự tội. Bạch Phù Dung đây à? Tự tội nó đứng đây nè. Tại sao lại che mặt? Dạ. Dạ tại dở ra chi? Ta hỏi nhà ngươi tại sao lại mặt nhấp? Dạ tại vì nắng mưa không chịu. Trước khi đưa ra pháp trường, dạ, ta yêu cầu nhà ngươi hãy dỡ mặt Bạch Phù Dung ra. Dạ dỡ ra làm chi? Ta bảo thì cứ thi hành. Dạ dỡ bể. Ta bảo thi hành bao. Bạch Phù Dung làm sao đi chứ nào? À, Bạch Phù Dung đâu? Bạch Phù Dung đi rồi. Lỡ rồi cương lên luôn. Đi rồi. Cương luôn. Thì Bạch ra. Phù Dung thả rồi, vỡ cặp ngươi đồng rồi, thả Bạch Phù Dung rồi sao? Thì nhà ngươi phải thế thân, đừng mong thoát nạn. Từ trôi ra thai hay là để ca quay nè. Cái lũ ác gian mi bài mưu sâu cái đồng, bọn ám hại người hiền lương thì trời đất không dung. Úc úc có ta. Ta đã nói rồi à, người chấm mắt không đã vào hang thùng mà còn vuốt trâu. Nè đâu, tôi đã đến đây, tôi đây chẳng có sợ. Bây giờ với ông tôi nguyện chết ai thơ. Khoan. Bây giờ vậy nè. Sao chàng? Bây giờ vậy nè. Bây giờ vậy nè. Cách nào? Thả chỉ một Bạch Phù Dung, tôi đền lại hai mạng. Chịu không? Có lời rồi đó. Thả một người thế hai người. Không chịu tấn giết à? Nếu nhà ngươi đã quyết, nhưng ta không giết nhà ngươi. Ủa? Dám giết không chịu? Không có giết. Làm gì? Ta sẽ biến nhà ngươi thành một kẻ thần quyền. Quá! Trời ơi! À, gì vậy? Chỗ gì? Trời ơi! Phu quân ơi! Dạ trời ơi! Trời ơi! Còn vợ nhà người ta cũng không thể thứ dung. Sao mà không ác quá vậy? Ta biến nàng thành kẻ mù đuôi tâm tối. À!
Trời ơi, một người thì khóc nhường, còn thêm đây chẳng thấy mặt ai. Phu quân ơi, suốt cuộc đời này thiết phải theo chàng, sống cạnh mù lũi tâm tôi. Phu nhân ơi, bởi vì nàng muốn giữ tròn cửu nghĩa, nên ngày nay liên lụy đến phụ thề. Nàng sống trong đuôi mù tâm tôi, còn ta có chân mà không thể bước. Hai kẻ tật nguyện giờ nương tựa vào nhau. Dù có chết đi, nếu còn sống dưỡng gian, thiệt đầy mang cả tật nguyện. Làm ta sợ nghe. Thiếp sống chẳng ích gì, tâm thần thiếp mỏi mệt, hồn phách thiếp đi mê. Thiếp không thể nào cùng chàng nôn mửa phu thê. Đừng làm ta sợ mà. Chàng ơi, thiếp không thể nào sống được. Thôi thì thôi ra biệt từ đây. Không, đừng mà, đừng có ai cứu giúp vợ của tôi. Đừng mà, ôi đừng, đừng mà. Em chớ vội lìa xa. Nhìn thấy ai đau lòng, dương gian anh ở em đi về miền cố quê. Tình là phù thế phải đang xa liền. Em không thể nào sống được. Đừng, chàng đừng, ở lại. Đừng mà. Em chết dính bề. Đông Mai ơi, ta không rầy không la gì nàng nữa đâu. Nàng sống lại với ta đi. Nàng sống mãi với ta nghe. Đông Mai. Ở đây cách xa nhau.
nằm đây. Anh đi từ đầu trên xóm dưới, anh xin tiền ông bà cô bác. Về anh mua cái cổ áo quan liệm xác. Em ở đó chờ anh nha Đông Mai. Đông Mai ơi, ở đó chờ anh nha Đông Mai. Ông bà cô bác ơi, vợ tôi chết rồi, có ai không? Có ai cứu giùm vợ tôi ông bà cô bác ơi? Dạ con cảm ơn chị. Dạ con cảm ơn. Có ai cứu vợ tôi giùm. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy người ngay mắt nạn, dùng phép màu giải cứu kẻ hiền lương. Lai tỉnh bơ Đông Mai, lai tỉnh lại bơ Đông Mai. Có ta là Nam Cực Tiên Ông, cá khen thay tấm lòng nhân hậu, biết giải cứu kẻ hiền lương, nên ta dùng phép màu giải cứu cho con Hồ Yến. Đồng Mai nghe lời ta chỉ bảo, hãy đi về hướng Tây lập một quán chung. Sau này vợ chồng cô cháu tương hội cùng nhau, bao lời ta đã mất qua, hãy ngửa mặt ta bồng lai trở lại Hồ Biên. Dạ con đợi ông Tiên, con đợi ông Tiên. Tại nghe qua mấy câu chuyện ta, tôi đi hướng Tây tôi sẽ gặp cô Hiền. Trời hỡi ơi lòng chúng đã thu, tiếng ở cạnh người đã giải cứu cho Bạch Đông Mai mang ấp như xưa để tìm cô mình. Đông Mai ơi, em nằm lạnh lắm phải không Đông Mai? À, xác Đông Mai đâu rồi? Đông Mai chết mà còn mất xác nè trời ơi. Vợ chồng tôi đã làm gì nên tội, vợ chết đi mà xác không còn, biết tìm đâu cho gặp lại người thương. Đông Mai hỡi ngày nào tương hồi, lê bước đi tìm em ư phương, giờ phải xa nhau rồi. Em ơi có biết cho chẳng lòng anh, mình muôn năm mấy không xa lìa. Lời tiểu thơ chỉ dạy bảo con người lập quan trung, để mong sao có kẻ anh tài yêu anh quan tôi lập nơi đây. Cô tôi dạy tạm từ lâu tôi phải dừng yêu này, chờ có anh hùng đến đây yêu mộ để mong không lấy gian sàng. Oh, yeah.
thương xót cho người bận nhân. Mà bố thấy hạt cơm xin cho con chén gạo đồng tiền để con được sống qua ngày, vợ con vừa chết đi mất xác, giờ thân con vất vả sinh năng gian lại cùng cô bác xót thương, sẽ có cơm dư xin bố thí giùm con. Hành khất kia, từ sáng giờ ăn gì chưa vậy? Chưa ăn. Chưa ăn. Chạy không à? Ủa mà chạy đâu được, lết không à? Vậy hả? Bây giờ vô quán của tôi để làm gì vậy? Dạ trong chủ nhà có cơm thừa canh cặn, cơm cháy đái nồi gì cho ăn đỡ coi. Ủa? Bây giờ ông xin cơm đó phải không? Rồi chờ tôi chút xíu nha. Dạ không có cơm, có gì cho ăn cũng được. Rồi chờ chút xíu đi. Lẹ lên, lẹ lên. Còn cơm đây, còn cơm. Còn cơm mà. Này chén cơm với đôi đũa. Dạ. Bà ơi, bà có thương bà làm ơn cho tôi xin cây nhang đi. Cơm tôi có đồ ăn, xin nhang đi làm gì? Đâu phải ăn cơm với nhang đâu bà nội. Chứ ăn cơm với gì? Thì ăn cơm bà cho gì ăn nấy. Thì có đồ ăn rồi. Nhưng ăn... mà bà, tôi xin nhang là để tôi cúng vợ tôi. Ủa? Bà không thấy hả? Thấy. Đầu thì tôi đổi khăn tang nè. Ông đổi khăn tang gì mà lạ quá, làm sao tôi thấy được? Cần cổ có đeo hình nè. Cái này có ai đây? Hình gì vậy? Hình vợ tôi lập bàn thờ di động nè. Trời ơi, vợ của ông trời ơi. Sao vợ mà nhìn vợ vậy hả? Tôi nghĩ ra làm sao tôi vẽ vậy chứ ai biết cái mặt nó làm sao đâu. Trời đất ơi, vợ gì mà sao có mấy cái này là cái gì đây? Hả? Ba cái miếng bánh ở trên là cái gì? Ở trên là ba cọng tóc tiên. Thôi đặt chút xíu đi, vậy cũng được quá ha. Dạ. Thương vợ quá ha. Thương chứ không thương. Trời đông, ơi. Đông Mai ơi. Mẹ. Trời đất ơi, nhang mà bẻ cò chi vậy trời? Không có bẻ, nhưng mà tại vì trong lúc hết nhang rồi còn có 1 cây à. Nếu không cho thì ông nói tôi hà tiện thì sao? Lỡ rồi còn có 1 cây vậy thôi cũng cúng luôn đi. Anh thua tấm lòng thôi. Chứ nhang là vật ở ngoài mà có gì đâu mà sợ vậy. Nó cứ cà nghinh cà bật về hoài sao cúng. Ghim vô chén cơm sao không được? Ghim vô chén cơm ha. Mấy cầm luôn đi. Đâm Mai ơi, em chết đi, chết tức, chết tối, chết không kịp trôi. Bỏ chiếu trôi lên, bỏ giường trôi xuống. Vậy thì giữa nơi đây là một nén hương còi. Thôi! Thôi nhiêu đó à, vợ cũng chứng rồi, được rồi. Thì nhiêu đó thôi. Bữa nay ngọt à nghe. Ừ. Ngọt là vợ chứng rồi đó. Đồng Mai, em ăn miếng nè. Cơm nguội mà thứ đồ tôi xin của ta mà đút bà cũng chê nữa. Bà không ăn tôi ăn. Bà ăn miếng nữa rồi Đồng Mai. Bà ăn miếng nữa em. Giái đi rồi nghề Đông Mai chứng cho. Đông Mai ơi, tình nghĩa vợ chồng tôi xin cơm được của người ta tôi cũng cho bà ăn. Được rồi, Đông Mai sẽ biết cái tấm lòng của ông, sẽ chứng kiến cho ông, đừng lo sợ. Ừ. Bà nhớ bà về bà làm chứng ha. Ủa cái gì nóng vậy trời? À, trời ơi, trái lộn mày. Trời ơi, ác ghê vậy đó. Trời ơi, khét nghẹt sao trời. Ôi ơi, ý là tóc không còn đó. Trời ơi.
ý là tấm không còn á. Đồng mày chứng đó, chứng kiến rồi, tấm lòng, vậy cũng được. Chứng cái gì mà, chứng cái kiểu gì mà kỳ cục, chứng gì mà chứng. Nó, đồng mày chứng nè. Tôi lại bà. Trời ơi, bà muốn ăn gì bà nói, tôi cúng chứ có đâu, bà về, bà đứng khầm khổng vậy nè trời. Tôi lại bà Đông Mai ơi, bà đừng có cười. Có chỗ một nè. Nếu như sống đồng tịch đồng sàng, dẫu có chết thì đồng quen đồng quách. Bà chơi ra, bà lại lệnh. Trời ơi, bà chết nhầm ngày gì mà bà thành con ma cà tưng vậy? Nè, nói vậy chứ thiếp nào đâu có chết, thiếp còn sống mà. Chết đi sống lại, yên trí, bình thường. Thiếp chết đi sống lại mà. Bà, thiệt á. Bà sống lại hả? Sợ không? À! Mới đó sống liền hả? Ừ. Ai cứu mà? Tiên. Ông gì? Ông Tiên với ông Địa. Nói vậy là bích cửa. Thôi cảm ơn ông Tiên. Tiên Địa đó, ông Tiên. Ông Tiên. À. Ơi ông đĩa cái mà ông đĩa. Thôi. Dạ tin chưa? Tin nãy giờ rồi. Chàng ơi, thiếp nói chàng nghe nè. Ừ? Thiếp á, chết rồi nhưng mà vì cái lòng trung can, thấu tận tới trời cao thương xót, tiên gia giải cứu cho thiếp được sáng mắt, bảo thiếp đến đây lập quán để chờ gặp tiểu thơ. Bà nhờ lòng trung can, còn tôi có cái tình chung thủy, tại sao tôi què về hoài vậy nè? Biết rồi, lòng chung thủy. Phải chi tôi cột luôn, tôi không tức. Nếu mà đằng này tôi đủ hai chân mà tôi đi không được, coi tôi quạo không? Bây giờ thiếp nói chàng nghe nè, chàng quỳ, chàng lại đi. Lòng trung của chàng sẽ thấu đến tận trời cao, tiên lúc đó cũng giải cứu cho chàng đi cũng được bình thường, chứ đâu phải như thiếp đâu. Chân cẳng về biểu quỳ coi bà ác, bà ác vừa nữa chứ. Quỳ lại nữa lại thôi. Quỳ một thôi, một giò. Một cái giò thôi. Nè bà gỡ hình bà ra đi để. Được rồi, đấy tôi gỡ. Trời ơi, công nhận nha. Chồng tôi thương tôi dễ sợ luôn á. Quả cái hình thiệt là đẹp luôn. Tôi không ngờ tôi đẹp vậy á. Khoan từ từ chàng ơi. Xiết cổ bây giờ đi nè. Rồi, hình giái đi chàng. Giái phải không? Chàng giái đi. Chàng thất nguyện nghe không? Rồi, đội lên, không còn cộng tóc nào hết trơn. Tội nghiệp hết sức. Giái ông Ngai, ông Tiên, ông Địa. Con có tấm lòng chung thủy. Ông Tiên, ông Địa lỡ thương vợ con rồi thì làm ơn thương con cho trót. Vợ con được sáng mắt, cho con được lành cái chân đi. Con đi, con đứng, con chạy, con nhảy với người ta. Chứ tối ngày lết hoài khó làm ăn quá. Sao chàng không có quỳ lên vậy? Trời quỳ sao được mà quỳ? Ủa vậy hả? Không quỳ lên. Cắt ngay cái nhượng mà quỳ lên đừng cho nó ngã hả? Rồi chàng nói chưa? Nói rồi. Không chấp tay lên. Trời ơi, chấp tay. Nam mô A Di Đà Phật. Thị con bất ngã, ta hạ đang dạy tu cho con dùng hết màu hồ biên. Rồi đó, chàng đi đi. Chàng đi được như người bình thường. Đi đâu? Đứng lên đi chứ, đi tới đi lui chứ đi đâu? Không đỡ sao đứng? Trời ơi, đi ngay đàng hoàng đó. Trời đất ơi, sao mà chàng đi kiểu kỳ vậy? Cái gì vậy? Kỳ vậy? Cho nó khắc ngang cái nhượng rồi làm sao? Trời ơi, tiên đã giải cứu rồi, chàng cứ lấy chân lại đi bình thường. Lấy lời được rồi hả? Ờ. Đó. Chàng cứ đi tới đi lui coi. Sao nó sượng sượng trời. Chàng đi đại đi. Trời ơi, sao tiên cứu lại chàng đi kỳ vậy? Hồi đó chàng không có tật, sao tự nhiên cứu lại chàng đi kỳ cục vậy? Khoan, cái gì nó phập hình hoài, sao lưng chịu đời không nổi nè. Chàng làm lại coi. Cái chân của chàng kìa. Đó. Nó phập hình nữa đó. Rồi, thấy chưa? Được rồi, mừng quá. Nè. Gì
gì vậy? Bà nghe cái gương này bà nghe tôi nghe. Mai mốt bà ráng tu đi nha. Bà thấy không? Sao? Ta tiên mà ta còn Nam Mô A Di Đà Phật đó. Mà bà không chịu Nam Mô A Di Đà Phật, tối ngày bà mở miệng ra là bà chửi xa xả. Đâu có, thiếp bị vậy thiếp cũng sợ chứ. Chết đi sống lại sợ lắm. Rồi ha. Bây giờ cho tôi vô đây tôi sống chung đây luôn đi ha. Được rồi. Rồi. Thì thiếp ở đây chàng phải ở đây chứ. Rồi bây giờ bà ở đây coi chịu khách khứa đi. Còn việc bếp nút nổi lửa để chàng để rồi. Tôi lo. Rồi khách tôi làm hết cho. Thiếp ra tiếp khách nữa. À, tôi điều này tôi làm được. Rồi. Sao nàng còn sống? Trời ơi Tiểu Thơ có biết không? Em kể cho Tiểu Thơ nghe nè. Từ khi lúc em thả Tiểu Thơ rồi khỏi ngục môn, ông tể tướng quan ông vào ông bắt tội, ông giết hai vợ chồng của em đó. Tiểu Thơ có biết đâu? Rồi sao nữa? Trời ơi ông móc mắt còn chồng của em khất nhục, làm hai vợ chồng phải đi xin. Chàng có biết gì đâu mà thấu đến lòng trời. Lòng trời cũng còn thương xót cho tiên giải cứu cho em được sáng mắt. Chồng của em cũng hết mà què chân nữa đó Tiểu Thơ. Nên em ở đây nè, em lập cái quán này ở đi chốn Tam Sa, chờ gặp Tiểu Thơ để cho Tiểu Thơ lo ăn, học võ. Rồi mai sau này nè, về nó chốn triệu đô bắt kẻ gian để trả thù, cứu ông cho thoát khỏi. Đông Mai, dạ? Má thật cảm kích vô cùng, lòng trung nghĩa của Đông Mai. Xin ta với Hoàng Thiên thương uy những người. Em thấy Tiểu Thơ đã thoát nạn, em thật là mừng ơi. Nỗi quan của Tiểu Thơ sẽ ngày mai sáng tỏ cả muôn người. Nay đã tương cùng, em hãy vào trong an nghỉ để cho ta tại nơi này chiêu binh mãi mã. Em mừng lắm, em ở lại đây vào trong cho đêm nóng mát. Còn Tiểu Thơ ở đây nè, cho ai là hùng anh để mai này nói lại về dương. Em chào ha, Tiểu Thơ ở đây ha. Có gì Tiểu Thơ nhớ kêu em ha. Ha, đội ơn Đông Mai. Có ai không? Làm ơn giúp cho tôi miếng nước. Trời, có ai không? Cha mệt rồi, cha hãy ngồi để ngơi nghỉ đi cha. Cha ngồi để đi cha. Có ai ngờ đâu, một thi tử Tông Ngọc Lâm nay phải xa cơ thất thế. Còn thảm sầu nào hết, còn dục nhớ nào hơn. Đoạn đường này riêng mang thân xót xa lắm vào khó khăn. Giờ đây tưởng vì cha già mong tìm nơi nào yên ổn. Giờ cha hiền thấu cho con đã tâm can khi
Từ Quang đi ra đường một đường xa rồi cha ơi. Bây giờ cha hãy vào trong ngơi nghỉ nha cha. Cha ơi, ngồi đây đi cha. Con vào trong xin nước đi. Cha ra gốc cây cha đợi cho con. Dạ rồi, con sẽ mang nước ra ngoài cho cha nha cha. Được rồi, cha ra đó cha ngồi cha đợi con nha Hoàng Thân. Dạ cha ơi. Trên đường đi lánh nạn, nào còn nét mặt nào. Thôi thì xin đỡ người ta một chén nước, để mà cho cha ta đỡ khát, rồi ta sẽ lên đường đi ngay. Khổ thân cho cha tôi mà. Có ai không? Chủ quán ơi, làm ơn giúp cho tôi miếng nước. Chủ quán. Hả? Hoàng tử, đứng lại. Giết ta đi, gặp ta đây chớ nên ta mà toàn là ta nhẫn cảm con con này biết đâu quy na xin na cho cha già thoát khỏi dòng dây. Người bụi dâu cứ sao chúng ta tương phùng sao chẳng nhau lên lộ khi đến ta lại an tâm. Chúng tình như nước xuôi dầu theo đôi bạc
tại sao con lại tự sát quan trời thủ? Ơi sao kia Bạch Phù Dũng, Bạch Phù Dũng ơi, tại ta mà không, tại ta nghe lời kẻ gian thần cũng định ném đá giấu tay nên ta hại ta đánh trung thành. Thôi thì bây giờ có mặt hiền thánh, ta hãy trở lại chốn triều đình để mà phục quốc. Nếu như tôi phục quốc thì bệ hạ hãy hứa lời ra với kẻ trung khang, sau này trở lại ngai vàng, trung quân ái quốc, lương dân thương lòng tối tưởng. Trẫm hiểu rồi. Thưa tướng. À, thưa tướng. Kìa, thái tử. Bệ hạ ơi, thái giùm trưởng quân hiền tấu. Dạ. Bái kiến hoàng tử. Dạ. Tấu bệ hạ. Đồ khanh cứ nói. Này kẻ trung can, cứ nghĩ tông mang khỏi nạn, nhờ thừa tướng vào đây giết hại kẻ tôi trung. Bởi lũ ác gian chúng bày điều sắp đặt, tổng đề cho qua nhân hai kẻ trung can. Tội nghi đang chết muôn phần, không thể đã làm ta nát gặp gia đình, làm đau lòng ca. Tỷ tướng, người hãy nói đi, hà cớ chi ngươi làm điều sai bậy? Nói, nói đi, nói đi. Sao quỳ đó mà không chịu nói? Dạ muôn tâu bệ hạ, vì dạ. Kẻ hạ thần trót nghe lời mấy đứa em nó xúi dại, xúi dại, nên trót am hại kẻ hiền lương, nay một lần. Đèn trời soi xét ông ta cho một kẻ lầm lỗi, tội khiếp quốc phạm không dám tái phạm lần hai. Tội này không thể dung tha. Dạ đúng rồi. Lỗ tước quân. Dạ lộc rồi. Vào hoàng lăng đốt nhang cho tiên đế. Dạ đổi ơn bệ hạ. Đi đi lên. Chết. Bà thà đó nghe chưa. Đi đâu vậy? Dạ đi vô. Đi vô. Dạ, ăn đi. Cảm ơn mấy anh mấy chị. Đi. Đi. Dạ. 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 Khánh và dạ. Công chúa phi ban cùng dạ. Đến viên chồng vợ. Dạ đổi bế ơn bệ hạ. Phụ hoàng còn con à. Sáng đây tha tác hợp hoàng tử cho Bạch Phụ Dung nên viên chồng vợ. Đổi ơn hoàng thượng. Tất cả trở về triều nội. Xin tuân lệnh. Mời bệ hạ. Giang sang một cõi dân tay chung, trả sát thằng mong rắn qua rồng à. À! Hả? Đại sứ Chương Kim mà chân nó phủ ai tam quan, bảo vệ hàng nhà giàu danh tiếng rồi vàng, chỉ quyết thắng trận một giặc hơn bạn, xâm lấn biên thủy mô quyết ra tay. Thanh ta đào xa lo chăm mà họ ăn đã không này, kể từ khi hạ đức nhân trong định thành em binh chinh phạt hơn bàn trong mà trong tình ta chẳng thấy người quay về. Quân do hạ phi báo của khá trận ngôn
bài cây truyền tới cậu phát pháo ra ngoài nước hơn vàng thấu nhập. Truyền cái ngồi vương quan để tiếp nghinh hợp vua. À. Dạ. Ô bạc quân thần thì lê á hò quan mang tiếp nước hơn hà dương ơi. Mời theo cùng tôi thâu nhập yên diện rồi sao sẽ cùng nhau đàm đạo. Mời mời thôi. Thưa cùng ngài, thượng khách có chỗ gọi có thượng khách, quân hầu có chỗ đứng có quân hầu. Đến đây không chào đồng tọa đồng ẩm với tôi, ngài tựa viên môn vòng gối cúi đầu, e sao khỏi bá quan nó dị nghị với ngài. Dạ thưa ngài, đúng như lời ngài nói, tôi đến đây để đồng tọa đồng ẩm, nhưng mà ngài đâu có mời tôi ngồi, làm sao mà tôi ngồi cho được. Thưa cùng ngài, bởi tôi là võ tướng, đi mau chạy lẹ tôi đã quen rồi. Ngài muốn biết theo nề nếp của nước tôi hay không? Thưa công ngài, đến giờ hậu đại soái ba hội đại cổ, sao chập thanh la, giáo đóng hạt châu, gương hầu túc võ. Tôi nói văn là liệt văn, tôi nói võ là liệt võ. Mỗi lần soái mà thằng tướng hả, mang phép ngài, tôi nhảy. Ngài đã quen rồi, mong ngài thứ lỗi. Dạ thưa ngài, nhưng nước tôi không phải như ngài. Cũng ba hồi đại cổ, cũng sáu chập bên la. Văn thì đứng theo văn, còn võ thì đứng theo võ. Vua thì khoan thai ngồi trên chiếc ngai vàng, chứ không phải như ngài nhảy lên rồi nhảy xuống. Sao ngài nhảy lên nhảy xuống, tôi thấy giống như là con lạc đi. Thưa cùng ngài, văn biện nó có khác, võ tướng nó có khác. Hôm nay tôi mời ngài sang đây, chỗ của ngài thượng tọa là ở đây, mời ngài. Vậy à, xin đa tọa. Hơn chú nãy cạnh vàng của đại quốc, tôi đã vì mạc tướng của tiểu quan đã có lòng đánh phá chư quan nên mới dám mời sang hai mặt. E lòng ngài chưa hẳn quân rượu, mời cạn tiệc quân tướng. À, ngài mời tôi dùng rượu đó à? Phải. Có câu là tiên di chủ hậu di khách. Thưa cậu ngài, ngài uống trước thì tôi mới dám dùng sao? Chị chủ, hậu di khách khi nào bên nước của tôi rồi. Mỗi lần lâm đại chị chậu tôi mời hàng báo quan văn võ. Tôi là quyền viên đại soái tôi dùng nước. Còn ở đây, ngày hậu sau cũng là cạnh vàng của đại quốc. Tôi đã di mạc tướng của tiểu quan. Nếu tôi dùng nước, hẹn có phần thất lỗi sau này. Dạ thưa ngài, có gì đâu mà thất lễ. Ngài dùng trước, tôi mới dám dùng sao? Nói vậy ngài còn nghi dạ của tôi chăng? Dạ không, nghi thì tôi không dám nghi. Nhưng mà tôi đây có hơi ngại. Ngài không nghi mà ngài ngại. Cái ngại là cha cái nghi. Nếu như ngài không nghi ngại thì thôi,
có lòng nghi ngại bổn soái sẽ chụp trước quân rốt. Ngài sẽ tôi dùng đây. Quân dẹp bộ ly nhạo này vào kho lấy ghe ngà chết ông. Khoan đã. Sao cản được ngài? Dạ thưa ngài, chẳng hay ngài mời tôi sang đây để cùng tòa cùng ẩm, vậy thì cớ nào mà ngài lại dẹp chung ly nhạo này vậy thưa ngài? Thưa ngài, bởi vì bộ ly nhạo này tôi đã dùng rồi, tôi để ngài dùng sao bá quan văn võ nó nhìn vào nó nói ngài dùng thừa của tôi sao ngài? Dạ thưa ngài, ngài miễn nào tôi miễn nào, ngài dùng thì tôi dùng chung cũng được, có sao đâu mà ngài ngại. Trên ngài đảm hết lời, dưới tôi đây mới dám, mời ngài. Dạ, xin đa tạ. Chẳng hay ngài mời tôi qua đây là có chuyện gì không vậy thưa ngài? Thưa công ngài, trước khi tôi vào đây đứng đây, tôi muốn xin phép công ngài, bởi tôi là võ tướng, tôi ăn to nói lớn quen rồi, giữa nơi chốn xóa được mạng phép ngài cho tôi được thủ hộ đi ngài. Được rồi, tôi bằng lòng chấp thuận. Dỗ, xin phép ngài. Mời ngài. Trên ngài đã chung vui một tiệc, dưới cho tôi đòi hỏi nhất điều, ngài muốn giữ an viện mối của Hán Kiều, phải thỏa mãn nhân dân bổn quốc. Ngài nghe đi, lục quốc thái tôn đại vĩ đại, trọng tôn xưng là cường quốc trong phương, nay thế thời đã chính nghiêm, tôi bắt buộc ngài hạ cái cây đại kỳ làm phận tiểu quan, tôn bổn quốc tôi di siêu cường quốc, bao lời trong đục hạ phúc khí thơ, thật ý cái việc thưa bằng lòng thì cứ nói với ngài. Dạ thưa ngài, ngài muốn tôi hạ đại kỳ à? Phải. Được rồi, vậy thì ngài hãy nghe tôi nói đây. Ngài cứ nói. Ngài hãy làm thêm một cái mộc bán. Cái gì vậy ngài? Cái mộc án bằng vàng thì chúa ngài đội, còn cái mộc án bằng bạc thì xin mời ngài đội. Cái gì vậy ngài? Và ngài lại từng bước một từ nước ngài sang nước của tôi. Đổi, đổi mộc án. Bạch Phù Dung, ẩm cùng Hơn Dương trong đàn thờ dưới bức, tôi chỉ mời quân mình ngài áo xa à nhân bộc hậu quân mình, tên tuổi là chi, tước phẩm là gì, cả nói lại cho tôi dễ bề chào hỏi đi ngài. Dạ thưa ngài, đây là tướng hèn tướng mạc mà tướng có mạc. Chỉ đâu mà làm cho ngài bận tâm vậy thưa ngài. Thưa cùng ngài, đây là tên Sa Phu, người mà theo hầu cận tôi là một tên tướng hèn mọn thôi thưa ngài. Tướng hèn mà quay dữ sao thưa, dạ, ngài. Thưa ngài, đồng tiền nó còn có chữ, ngọn cỏ còn có tên. Dạ thưa ngài, có người tất nhiên là phải có tên và có tuổi, và tên của tướng nước tôi là Quỳnh Dâu. Thank you.
liệu như thế nào? Vậy à, nếu mà viên tướng đã có lòng ngưỡng mộ, mời khanh dùng rượu thì khanh cứ dùng. Xin đa tạ. Nên nhớ coi theo đó mà dùng nghe khanh. Xin tuân lệnh. Thuận ý ta, hướng thần ta chẳng gì.
Sao? Tam niên tiểu cống, lục niên đại cống. Tam niên lễ cống, lục niên lễ đại cống à? Vậy, tôi hay nguyện lộc phế hàng bang, đem tài sức hò an hơn thất. Hay á, mời người hãy đứng lên. Vậy người hãy mau trở về tống thất. Trời ơi. Dạ, Quỳnh Châu nói trở lại cung vàng, đầu ý kiến thiên nhan. Lời miệng lễ, hôm nay Quỳnh Châu thắng trận trở về, quyền phong di đại soái. Dạ, thanh hoàng giảng dạng. Đại linh, dẫn khởi trung mừng tế tất. Lai nhật nguyệt trùng tân, đứng hồ thiên như thượng lòng dân. Nhập bộ điện tôn duy đại soái, chào tôn soái. Thank you.
khánh đáng miễu trung chi hạ, thánh ân phổ chiếu chi quay, câu tam tai xin tống ra ngoài, chữ ngũ phúc ngõ hầu đem tới. Kim nhật quý tỵ niên, đệ tam ngoạc thập thất nhật, sướng ca viên mãn thiết lễ tôn soái, ngưỡng vọng lệnh nương nương. Chúng tôi xin được phép thay mặt đôi nghệ sĩ Bảo Ân, Kiều Loan cùng toàn thể nam nữ nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, công nhân các bộ môn sân khấu của đoàn nghệ thuật Tuồng Cổ Tiền Giang. Trước tiên chúng tôi kính dâng đại lễ lại mừng lệnh ngũ hành thánh mẫu nương nương. Thiên cổ hiển giang, định an cương thổ, thánh thiên ngưỡng mộ, phò hộ nhân dân. Thánh mẫu nương nương năng bảo cố nhân gian bá tánh, quay linh hiển đức, hảo phò trì vạn vật quần sanh. Chúng tôi xin chân thành kính chúc quý vị từ hội trưởng cho đến hội viên, nam, nữ, tân, cựu của ban quý tế Miễu Bà Tây A, xin kính chúc quý vị đa lộc, đa tài, đa phước đức, đắc thời, đắc thế, đắc nhân tâm. Xin kính chúc nhân dân địa phương, sĩ quyền chức, thăng quyền tiến chức, nông nghiệp gia ruộng rẫy trúng mùa, công nghiệp làm đắc quả thành công, thương mại vụ mua may bán đắt. Trăm năm còn bền chắc diền mối của nước nhà, cầu cho mưa thuận gió hòa, mưa an đất bắc, gió hòa trời nam. Cầu cho an thuận bổn thôn, nhân dân quan lạc, Tây A yên bình. Tôn Di Đại Soái, chấp chưởng binh quyền, đặng văn võ bá quan, đồng tụng hô, giảng giảng tuế. Truyền khúc tứ tuần ba.